Gan đào bông hậu, mỹ nhân chuyển giới nói xấu Hương Giang, trên sóng vi sùa như ngọc nữ, qua camera thường lại bị chê. Trên sân khấu. Em lúc nào cũng kêu sợ, kêu lắm. Y như lời người ta nói, không sai, nhãn sắc là drama. Nên con em đây người soi mói, nhìn kịp bóng mỹ công. Camera thường. Rồi người rời bước lâu, mặc vào tà áo đàn dâu, dòng lề người đã đổ sâu, lung linh hoa cưới trên đầu. Chương trình truyền hình thực tế Miss International Queen Việt Nam 2023, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam, ra mắt đã thu hút sự chú ý của khán giả với dàn mỹ nhân chuyển giới xinh đẹp nhất trong ba mùa. Nguyễn Đăng Tiên bước ra với sự ngỡ ngàng và nhan sắc của người đẹp đã khiến hai nữ giám khảo Hương Giang và Lucas Martini đã phải thốt lên So Beautiful. Người đẹp đến từ Bắc Giang được đánh giá là một trong những thí sinh có gương mặt đẹp nhất trong dàn thí sinh. Mỹ nhân chuyển giới Đăng Tiên là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau drama từng công khai nói xấu Hoa hậu Hương Giang. Trước đó, nhan sắc của người đẹp này được nhiều fan khen ngợi, thậm chí còn dự đoán cô sẽ giành vương miện. Tuy nhiên, hình ảnh qua camera thường của cô nàng chuyển giới này lại không được netizen đánh giá cao. Đăng Tiên cùng mentor của mình siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa và một vài mỹ nhân chuyển giới khác đã tham dự sự kiện thời trang lớn. Dù được đánh giá là best face tại đấu trường Hoa hậu, nhưng nhan sắc qua camera thường của người đẹp sinh năm 1999 lại gây thất vọng. Fan sắc đẹp nhận xét rằng hình ảnh của team qua đường đã bốc trần nhan sắc thật khác xa ảnh tự đăng của Đăng Tiên. Cô nàng này vốn được mệnh danh là boyfriend phiên bản Việt, nhưng diện mạo qua camera thường lại kém sắc. Biểu cảm của mỹ nhân chuyển giới không được tươi tắn, khiến cô càng đơ cứng trước ống kính của khán giả. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng có lẽ vì vướng ồn ào từng công khai nói xấu Hương Giang nên Đăng Tiên không được tự tin khi xuất hiện chốn đông người. Trước đó, Đăng Tiên đã thừa nhận trong quá khứ cô từng dành nhiều lời khó nghe để công kích Hoa hậu Hương Giang. Giờ đây mỹ nhân chuyển giới cảm thấy xấu hổ và muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến đàn chị. Gà cưng team Quỳnh Hoa chia sẻ trên trang cá nhân, từ tận đáy lòng Đăng Tiên cảm thấy rất xấu hổ với chính bản thân mình và chị Hương Giang. Đăng Tiên sẽ không biện minh gì thêm cho những hành động sai trái của mình trong quá khứ. Em xin được nói lời xin lỗi sâu sắc nhất đến chị Hương Giang vì đã có những hành xử không đúng với chị. Em không dám xin sự tha thứ từ chị. Em chỉ mong rằng em có thể sửa sai bằng những hành động tích cực trong tương lai. Tiên cũng giống nhiều bạn bè đồng trang lứa khi còn nhỏ, cho đến khi lớn lên một chút, cô mới thực sự hiểu rõ giới tính thật của mình. Cô đã từng giữ bí mật vì không muốn tin vào điều đó. Người đẹp đắn đo và suy nghĩ rất lâu rồi kết luận rằng hạnh phúc là khi được đối mặt và thừa nhận chính mình. Từ đó cô quyết định không giấu giếm nữa và quyết định sống thật với giới tính của bản thân mình. Đăng Tiên đã trải qua một hành trình đầy thử thách để trở thành một cô gái hoàn toàn và sống đúng với giới tính thật của mình. Cô từng là một chàng trai gầy gò đen nhẻm. Tuy nhiên, người đẹp đã được hun đúc thành một con người mạnh mẽ và dũng cảm bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống. Thậm chí cô còn dám tô son phấn đến trường, tự tin thể hiện giới tính thật của mình khi trong ngoại hình một người con trai. Cô nàng khẳng định bản thân là người chuyển giới khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực vào tháng 7 năm 2017. Sau một năm, bà nội là người đồng hành cùng người đẹp qua Thái để thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới phần dưới. Kể từ đó, Nguyễn Đăng Tiên chính thức hoàn thiện ước mơ trở thành một cô gái. Giờ đây tôi là Đăng Tiên, tự tin xinh đẹp và bản lĩnh. Chia sẻ với Nông Thôn Việt, cô nàng tự tin khẳng định bản thân sau nhiều cố gắng, người đẹp Bắc Giang đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, được sống đúng với bản thân mình, được tự tin bộc lộ nhiều tài năng của mình ở ngoài đời cũng như trên các sân khấu. Dân tình bàn tán xôn xao câu chuyện về việc mỹ nhân chuyển giới Đăng Tiên có những lời lẽ khiếm nhã dành cho Hương Giang trên mạng xã hội vào thời gian trước. Trong khi mọi chuyện vẫn dừng lại ở mức độ đồn đoán, thì người trong cuộc đã chính thức lên tiếng. Theo đó, Đăng Tiên đã có động thái đầu tiên giữa ồn ào nói xấu đàn chị khiến fan sắc đẹp rất mực quan tâm. Dưới phần bình luận, huấn luyện viên của Đăng Tiên siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa cũng có những chia sẻ để động viên học trò. Cô cho rằng Đăng Tiên đã mạnh mẽ để đối mặt với lỗi lầm trong quá khứ và dám nhận sai. Nữ siêu mẫu cũng bày tỏ mong muốn học trò sẽ sớm lấy lại tinh thần để tiếp tục chiến đấu trên chặng đường sắp tới của cuộc thi. Theo đó, Đăng Tiên là thí sinh tại show thực tế của Hương Giang. Cô được đánh giá là một trong những chiến binh mạnh và có khả năng giật được vương miện cao quý. Tuy nhiên, sau bê bối, nhiều người cho rằng cô có pha tự hủy và ngày càng trở nên xa vời hơn với danh hiệu cao nhất của cuộc thi.